Chào các em, sau đây thì cô sẽ cùng các em giải bài tập 7 trang 14 sách giáo khoa vật lý lớp 11 nội dung như sau. Hãy giải thích hiện tượng bụi bám chặt vào các cánh quạt trần, mặc dù cánh quạt thường xuyên quay rất nhanh. Ở đây, để có thể giải thích cái hiện tượng mà bụi bám chặt vào cánh quạt trần thì các em cần phải dựa vào đặc điểm khi mà cánh quạt hoạt động, nó quay thì nó sẽ có sự ma sát đối với không khí. Và chính sự cọ sát đó đã làm cho cánh quạt nhiễm điện. Và khi mà nhiễm điện thì nó có khả năng hút các cái vật nhỏ nhẹ như các hạt bụi. Bởi vậy thì khi này chúng ta thấy là bụi bị hút vào cánh quạt và nó sẽ bám chặt vào các cánh quạt. Như vậy thì chúng ta có thể ghi lại lời giải thích ngắn gọn như sau. Đó là trong quá trình quạt quay. Thì cánh quạt cọ sát với không khí. Dẫn tới là xảy ra hiện tượng nhiễm điện do cọ sát. Và khi mà nhiễm điện thì nó có khả năng hút các vật nhỏ nhẹ. Như các hạt bụi. Đó chính là lý do dẫn tới cái hiện tượng bụi bám chặt vào các cánh quạt trần. Vậy là chúng ta đã giải thích xong rồi.